Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Chúng tôi đang gửi đến quý vị một nhân vật tỷ phú, một nhà từng tuyên bố ta đây chống Cộng sản Trung Quốc ghê gớm và từng phối hợp với ông Steve Bannon, cố vấn của ông Trump trước đây, ủng hộ quỹ tranh cử của Đảng Cộng Hòa và ủng hộ ông Trump. Thế nhưng giờ đây thì cuối cùng ngày hôm qua, ông đã tuyên bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội lừa đảo số tiền lên đến cả tỷ Mỹ Kim. Lợi dụng chiêu bài chống Trung Cộng, chống Cộng sản, ông đã kêu gọi. Và chưa kể đó là ông cũng là một người có đầu óc về đầu tư. Ông mới lập ra các công ty, nhưng mà các công ty như là ma vậy đó thưa quý vị. Và nói rằng ồ, công ty của chúng tôi đầu tư vào cái thị trường của Hoa Kỳ và sẽ tạo ra các lợi nhuận lắm. Rồi ông đưa thuộc hạ ra và thực. Và đây là cái chiêu bài của những kẻ đầu tư, họ tài lắm, họ chiêu dụ. Và cộng đồng người Việt Nam cũng đã bị ảnh hưởng trong những cái lần mà xuất hiện tới các buổi họp. Họ nghe hấp dẫn vô cùng, tiền lời lên tới 30%, 36%. Và rất là dễ dàng, chỉ cần đóng góp vào trong các công ty. Và các công ty này cuối cùng là công ty ma, còn thưa quý vị. Bên Trung Quốc đã bị lừa đảo rồi, thì đó là lý do mà họ đã truy lùng và báo cho phía Hoa Kỳ biết là họ đang truy lùng một người Trung Quốc, Guo Wengui, Quách Văn Quý. Và sau đó, các nhà đầu tư khác họ đã kiện lên tòa án ở New York. Và cuối cùng, Bộ Tư pháp của tiểu bang New York với công tố viện đã chính thức Guo Wengui. Và họ tới một cái căn chung cư ở Manhattan, New York sang trọng. Và y có rất nhiều biệt thự nè, Lamborghini, kể cả một du thuyền trị giá 37 triệu Mỹ Kim. Và Steve Bannon đã chụp hình rất nhiều với Gui, lên tiếng ca ngợi và nói rằng Gui là một người can đảm, một nhà bảo thủ ủng hộ các chính sách của Đảng Cộng Hòa chống Trung Quốc. Và y cũng lợi dụng cái chiêu bài mà chống cộng đó để thuyết phục. Bởi vì lúc mà y sang Mỹ này, y mới cho mọi người biết đó, ta là một người chống cộng. Và quý vị hãy cùng quan tâm với cái việc chống Trung Quốc đó, hãy cùng với chúng tôi tham gia vào các phong trào chống Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời đó, muốn đầu tư thì đó là lý do nhiều người đầu tư từ con số 50.000, 100.000 cho tới cả triệu bạc, và cái số tiền quỹ đã lên đến cả tỷ Mỹ Kim. Lẽ đương nhiên thì Gui sẽ kháng án, nhưng mà với việc mà bồi thẩm đoàn kết tội rồi đó, nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo người đầu tư, cái án tù có thể lên tới vài chục năm tù. Gui sẽ kháng án lên tòa cao hơn. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Florida cho biết là một nghi phạm vốn bị cảnh sát đang điều tra cái chuyện là ông này đó âm mưu muốn giết vợ. Thế nhưng bây giờ đó, sau khi mà chắc bị nhiều cái bằng chứng cho thấy FBI đang có là cái chuyện ổng giết vợ không thành rất nhiều lần, thì vào ngày hôm qua ổng sợ tội mà đã tự sát ở tại nhà riêng ở Manhattan Beach. Thì hồ sơ của phía cảnh sát cho biết ông Sergio Pino, 67 tuổi, là triệu phú của một cái công ty chuyên đầu tư bất động sản. Thì ông này đó có bà vợ là bà Tatiana, thưa quý vị, hai người lấy nhau được 20 mấy năm rồi. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu là từ năm 2022, khi mà bà vợ đó
có những cái triệu chứng bị khó thở và giống như là bị trúng độc gì đó, thì một hai lần đầu đó bà chỉ có đi bác sĩ bình thường thôi. Thế nhưng từ lần thứ ba trở đi thì bà nói là càng lúc nó càng nặng hơn, cho nên bác sĩ đã giống như bác sĩ gia đình đó khuyên bà nên vào bệnh viện kiểm tra cụ thể hơn. Thì bà nói là sau khi mà vào bệnh viện thì cuối cùng phía bệnh viện thử ra được là trong máu của bà có một cái lượng fentanyl thôi quý vị, mà cái lượng này đó nó đã bị tích tụ nhiều rồi. Thì bà xin lỗi quý vị, thì bà này bà nghi ngờ là ông chồng đã đầu độc trong thức ăn và thức uống của bà. Tại vì giống như một khoảng thời gian trước khi mà bà có những cái triệu chứng này thì bà nói là hai vợ chồng cái tình cảm đã xấu đi rất là nhiều. Bà đang cân nhắc xem là có ly dị hay không. Thì ngay khi mà biết ông chồng đầu độc mình á, thì bà đã chính thức nộp đơn ly dị luôn vào hồi tháng 4 2022. Và bà đi tố cáo cảnh sát là ổng đầu độc bà. Thì thế là phía cảnh sát họ mở hồ sơ, và bà cảnh sát cho biết là sau khi mà bà bắt đầu nộp đơn ly dị rồi đó, thì cái vấn đề ở đây là tại vì ông này đó ổng không muốn bà vợ ly dị ổng, tại vì cái khối tài sản hai vợ chồng sở hữu chung với nhau, nếu mà ly dị ổng phải chia đôi tài sản, cho nên cái đó là lý do mà ông đầu độc bà. Thì phía cảnh sát tin là sau khi mà bà nộp đơn ly dị rồi đó thì ổng càng điên cuồng hơn. Ổng đã thuê một cái người nhân viên lau chùi cái chiếc du thuyền của ổng đó, cái tay này tên là Byron Bennett, trả tiền cho cái tay này để tay này thuê thêm 3 người đàn ông nữa đi. Ổng nói là không biết bằng cách nào giết bà vợ giùm cho ổng. Vậy mà 4 cái tay này thật sự vào tháng 8 năm ngoái thưa quý vị, bà Tatiana bà kể bà vừa mới về nhà đậu cái xe vào trong sân nhà thì tự dưng tại vì cảnh sát họ đi là cái khu biệt thự của giới giàu ở Manhattan Beach thưa quý vị, cho nên là họ lấy được camera của cái nhà đối diện hàng xóm, thấy được là 4 cái tay mà ông chồng ổng thuê đó đã mướn sẵn một cái chiếc xe truck của U-Haul đậu ở trước cửa nhà rồi chờ bà này bà về. Thì bà vừa mới về một cái đậu xe, bà đang lui cui bước ra thì 4 cái tay này ở trong xe lái cái chiếc xe truck lên và cố gắng tông vào cái chiếc xe của bà Tatiana. Nhưng mà may làm sao đó, chắc bà né bà nhảy ra kịp cho nên bà không bị gì cả. Thì sau cái vụ mà đụng không thành đó thì bà nói là một lần nữa, một ngày của tháng 9, nghĩa là gần một tháng sau, nhóm này đó lại đốt một cái xe của bà. Nhưng mà tại bà này bà giàu có bà nhiều xe, cho nên là bà nói hôm đó may mắn bà không lái cái chiếc đó, bà lái một cái chiếc xe khác. Thì chính vì phía cảnh sát họ có nhiều cái bằng chứng như vậy, cho nên bà họ đã tóm được 4 cái tay mà ông chồng ổng thuê làm sát thủ đó, và bọn chúng đã khai ra như vậy. Cho nên chính vì cái chuyện là đã bị khai, cho nên là phía cảnh sát họ nói là họ đang chuẩn bị cái lệnh bắt giữ, thì chưa kịp bắt giữ vào ngày hôm qua, chính luật sư riêng của ông Sergio này đã tìm thấy ổng tự sát ở cái căn biệt thự ở nhà riêng bằng cách dùng súng bắn vào đầu. Nếu mà chúng ta hay dùng chữ nhìn mặt mà bắt hình dong thì tất cả mọi người đều lầm khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên được xem là tuấn tú khôi ngô. Không ai có thể tưởng tượng được. Đây là một tội phạm vừa được đưa ra ở tòa án New York, người gốc Georgia. Georgia là một quốc gia từng thuộc cựu Liên bang Xô Viết cũ. Mikhail Shikikvili mới có 20 tuổi thôi. Hôm nay bị truy tố về tội âm mưu đầu độc trẻ em gốc Do Thái ở New York. Y từng sống ở Brooklyn, New York năm 2022, và theo cáo trạng, các nhân viên FBI chìm đã tìm cách liên lạc với vì biết cái hành tung thuộc kỳ thị chủng tộc, nằm trong các nhóm tân quốc xã. Và Y rất ghét người thiểu số và người gốc Do Thái. Và Y đã từng lên trên mạng bày tỏ mối căm thù người Do Thái, và không những thế nữa, căm thù di dân. Và trong năm 2022, vào ngày lễ Halloween, Y tìm cách lên kế hoạch để bỏ thuốc độc vào các kẹo
và xuất hiện ở những cái trung tâm ở Brooklyn cũng khá nhiều người Do Thái và các trẻ em cũng đi xin kẹo với âm mưu là giết hàng loạt các trẻ em này hoặc là gây ngộ độc cho chúng. Dường như biết được cái âm mưu của mình lộ tẩy sau khi nghi ngờ những người mà liên lạc với y qua mạng. Cái người mà FBI đóng giả đó lại là một tay trùm đầu chọc kỳ thị chủng tộc. Y mới lên trên mạng nói là ồ, bây giờ tôi đang tìm người để mà chúng ta có thể lên kế hoạch để giết người Do Thái càng nhiều càng tốt ở Mỹ. Y tham gia vào cái vụ này. Và sau đó thì trốn sang đất nước Moldova ở bên phía Đông Âu cũ. Thì chính phủ vừa bắt được cái tên này ở Moldova và dẫn độ sang Hoa Kỳ xử tội. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị trở lại chiều nay lúc 5 giờ với phần tin tức cũng như là tin nổi bật. Mời vào trong trang nhà luetdocsongtv.com và nếu vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.